con muốn có người yêu. Thế con muốn có người yêu như thế nào nhỉ? Kiểu đẹp trai với cả ga lăng nghĩa. Thế thôi à? Dạ vâng, chỉ thế thôi ạ. Ok. Đây. Về để dưới gối nhá. Nhưng mà thầy ơi. Về để dưới gối, về đi. Mang tình yêu tới em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu. Chào em. Em chào anh ạ. Có lẽ hôm nay là ngày đẹp nhất của đời anh rồi. Hôm nay trời đẹp anh nhỉ. Vậy mình đi dạo một lát nhé. Dạ được ạ. Và em có hay khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em có hay hay mùa thu. Anh thích mùa gì nhất? Anh thích mùa bên cạnh em. Ui, chạy thế. Em chờ anh tí. Em chụp anh một kiểu ảnh. Này chụp anh đẹp trai quá. Dạ vâng. Chụp anh nhá. Này thì đẹp trai. Thế chưa được như ý à? Lần này con chưa thấy ổn lắm ý. Thế lần này muốn như nào? Con muốn một anh dành cho con hết tất cả sự quan tâm ý. Này. Con cảm ơn thầy ạ. Chào anh ạ. Chào em. Sao em ăn mặc hở hang như này? Không lạnh à? Áo này. Eo ơi. Ô, em đi đâu thế? Chả này. Thế lại đổi ý nữa à? Con muốn một người tôn trọng mọi quyết định của mình cô. Em ơi, em thấy anh mặc như này có đẹp không? Em thấy anh mặc bộ nào cũng đẹp hết đi. À, em này, em không thích anh để tóc vuốt xuống hay là để vuốt em lên? Anh để kiểu nào cũng được ý. Em này. Dạ. Em có tình cảm với anh không? Con muốn một người trưởng thành với cả già dặn ạ. Anh sinh năm 2001 á. Chẳng ra đâu vào đâu cả. Con muốn một người thành đạt tỏa sáng. Một người có sức hút. Một người thấu hiểu phụ nữ. Người trẻ cô. Con thấy chẳng có chút gì để nhớ cả.
không? Em chào anh ạ. Mình lại gặp nhau này. Tình cờ anh nhở. Hôm qua đi chơi em cũng thấy vui lắm ý. Em vui là anh vui rồi. Em cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh. Chờ anh một tí. Thầy ơi, không có người yêu.